Ông Tùng đâu ạ? Sao lâu lâu không thấy ông Tùng đi cùng với bà? Ông ấy về quê có việc, mà chả biết làm sao không liên lạc được điện thoại bà. Tôi chết. Thế các bà đã hỏi con trai, con dâu ông ấy chưa? Nếu không thì phải về tận quê của ông ấy xem ông ấy như thế nào chứ. Bà cứ yên tâm, nghỉ ngơi chữa bệnh. Bao giờ ông Tùng ông lên ý, chúng mình tổ chức một buổi đi chơi thật vui nhá. Mà bà phải thật khỏe để đi chơi cùng với chúng tôi đấy. Bà chúc chốt rồi đấy, thế nào bà cũng phải đi nhá. Tôi lại bị bệnh như thế này, đau yếu như thế này, không biết tôi còn có sức để theo các bà không nữa chứ. Đi chứ. Thế nào đi, lần này tôi làm trưởng đoàn, tôi lại làm thủ quỹ nữa. Có bao nhiêu tiền trong quỹ, tôi mang ra tôi tiêu sạch, tôi mời các ông các bà ăn. Ăn cái gì ngon nhất thì ăn. Thế vui nhỉ bà nhỉ? Tôi nghĩ là như thế, tôi lại ham. Thôi thì tôi cố gắng. Nhưng mà các bà phải chờ tôi với nhá. Chờ chứ. Chờ chứ. Tôi chờ bà. Chờ tôi nhá. Em rất xin lỗi anh về cuộc gặp hôm trước, có thể khiến anh suy nghĩ. Em chỉ có mục đích tốt là giúp anh giữ hạnh phúc gia đình. Em mong anh bình tĩnh, đừng làm gì để chị Linh mất thể diện với mọi người. Đây là việc riêng cần giữ kín đáo. Chúng ta cam kết là ngoài em và anh sẽ không ai biết anh nhé, kể cả chị Linh. Chị Dung, chị thấy hồ sơ báo cáo thị trường quý 2 ở trên hệ thống không? Sao em tìm mãi không thấy? Chị không biết đâu, chị cũng đang bận lắm. Chị Dung ơi. Ơi. Em họp với team pháp chế bây giờ, chị cần trao đổi gì thêm không? Không, ok hết rồi mà em. Em nghe đây. Em đang ngân hàng. Vậy em đón Phong rồi đưa về bà ngoại. Anh muốn vợ chồng mình nói chuyện riêng một lát. Vâng, thế để em thu xếp về sớm nhé. Anh ơi, em bảo này, việc của con em gọi rồi đấy. Linh. Dạ. Em vẫn đang tìm địa điểm để mở cửa hàng đúng không? Vâng. Chị vừa thấy con em họ chị đăng tin, nó có cái nhà mà phù hợp với yêu cầu của em lắm. Hay là chiều làm xong chị em mình qua xem đi. Chiều nay hơi gấp chị ạ. Hay là để mai được không chị? Chiều em phải thu xếp về sớm để cơm nước. Với lại anh Hiếu vừa gọi điện kêu em về có việc cần nói. Thế thôi, để chị gọi cho người ta trước một câu, xong rồi lúc nào rảnh thì chị em mình đi cũng được. Vâng, chị giúp em nhá. Ai bảo này. Đợt này chị phải để ý công việc hơn đấy. Sao thế? Bị soi à? Thì chắc là cái Hoàn nó tấu bẩm thì với sếp. Em thấy thái độ khó chịu lắm. Mà soi phòng mình là cái đồ tiểu nhân thật đấy. Mà này, em cũng phải cẩn thận đấy. Chị thấy ông Thịnh ông nhắm trực tiếp vào em đấy. Em chả sợ, đang tính nghỉ việc luôn. Cái gì? Đùa hay là thật đấy? Thì em đang tính rồi. Nghỉ là nghỉ thế nào? Em mà nghỉ là chị nghỉ theo đấy. Thôi, làm việc đi chị, không bị soi bây giờ. Anh
trường đặt job trực tiếp với chúng mình. Thật á? Tin mình đi nhá. Này, thế chứng tỏ là ghi nhận khả năng của nhóm mình rồi đấy. Tất nhiên là phải thế rồi. Chuyện. Nên lần này phải làm thật tốt vào nhá. Phân công luôn này. Hoàng Anh sẽ phụ trách nghiên cứu thị trường và phân tích đối tượng. Ok. Đăng sẽ lo phần lên kế hoạch quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Và Trang Anh sẽ chịu trách nhiệm liên hệ với các KOL và tổ chức sự kiện ra mắt MV. Ok. Tôi đã có ý tưởng và các nội dung để tương tác trên Insta và TikTok. Chúng ta sẽ tổ chức các thử thách nhảy theo giai điệu của MV để tạo một hiệu ứng lan truyền. Không, mấy cái nhảy đấy nhan nhản ở trên mạng rồi mà không mang lại hiệu quả gì hết. Tôi nói thật nhá, làm mới cái cũ ấy còn tốt hơn là tạo ra cái mới mà chẳng ra cái gì cả. Đúng. Ông bị làm sao ấy? Tôi thấy Hoàng Anh nói đúng mà. Nhảy như thế trên TikTok đầy một đống cả da rồi ấy. Chả thế còn gì. Nó chỉ mang đến xu hướng cho người dùng chứ không tạo ra hiệu quả cho MV. Sao mà phải cãi nhau? Mình còn nhiều thời gian để suy nghĩ và cân nhắc thêm cơ mà. Thế quên mất quy định của nhóm mình à? Tranh luận chứ không tranh cãi thì đã tranh luận có gì. Mọi người cứ bàn đi nhá. Nhưng mà này, không tranh cãi đâu đấy. Biết rồi. Tranh luận có gì? Cô về chưa cô? Con có món quà muốn tặng cho cô đấy. À, lý do con muốn thay lời cảm ơn cô vụ cô giải cứu con phải không Khánh ạ? Vâng, con học xong con về luôn ạ. Cô cũng đang từ ngân hàng về nhà đây. Lát về nói chuyện nhá. Linh. Chị nhìn kìa. Con Hoàn hôm nay lại đi với dây trẻ cơ à? Con này gớm thật đấy. Cặp một lúc mấy anh liền. Chăn trâu đồng gần, chăn cả đồng xa thế này. Bảo sao mà sếp mình không bị nó giở trò răng bẫy. Thôi, ta về đi chị. Mà chả ra thể thống gì. Bảo Trúc, Bảo Trúc. Ờ. Bác ạ. Đi mua hoa quả cho mẹ để ở cháu. Vâng ạ. Bác ơi, mẹ cháu đồng ý nhập viện để điều trị rồi đấy bác ạ. Thế thì mừng quá. Cháu phải tích cực động viên mẹ cháu chữa bệnh nhá. Mà tin tưởng vào bác sĩ. Mà chạy hóa chất ấy, mệt lắm. Nên cháu chịu khó bồi dưỡng sức khỏe cho mẹ nhá. Vâng ạ. Nhưng mà mẹ cháu chẳng chịu ăn uống gì đâu bác ạ. Hai ngày hôm nay mẹ cháu cứ nói là muốn ăn bún thang. Cháu có ra hàng quen của mẹ cháu thích để mua. Nhưng mà chán quá. Người ta lại nghỉ mất rồi bác ạ. Thế để bác nấu cho. Thôi, như thế phiền bác quá. Đừng có ngại, bác rảnh mà. Mà bác tự tin nói là cái bát bún thang của bác là chuẩn bị Hà Nội xưa đấy. Chắc là mẹ sẽ thích.